Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Dạo này chắc là mọi người cũng nhận thấy là những cái chuyện Trang đăng gần đây thì nó chỉ rơi vào tầm 40 mấy phút cho tới 50 phút đổ lại thôi. Thì mình cũng xin lỗi về vấn đề này bởi vì dạo này mình nói thật là công việc của mình dạo này phải đi khá là nhiều. Cho nên là để mà có thể có chuyện cho mọi người đọc mỗi ngày, mình chỉ đành phải bớt lại một chút thời gian ấy. Mình phải cắt bớt, không thể nào mà đọc quá dài được. Mình đọc quá dài thì mình không có đủ thời gian để đọc như thế, cho nên là đành như vậy. Thì sắp tới Trang cũng chuyển nhà nữa, cho nên là phải hết tuần này, tuần sau nữa thì khi mình chuyển sang một môi trường ổn định hơn thì mình mới bắt đầu là đọc đều đặn và có thể thu dài hơn được. Thì thông báo với mọi người như thế. Còn hôm nay thì mình sẽ gửi tới mọi người tập 128 của bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tỳ Thiên Đạo Tử mặc dù biết rõ nói ra thân phận của mình sẽ dễ dàng bắt được trái tim của Nhan Linh Tuyết, nhưng hắn cứ không hy vọng đối phương dễ rơi vào vòng tay mình như vậy. Hắn muốn một nữ tử khác với người đời, một nữ tử không quan tâm đến lớp lớp hào quang trên người hắn, chỉ quan tâm đến bên trong hắn có gì. Tóm lại mà nói, hiệu quả Tỳ Thiên Đạo Tử muốn nhất là mình lơ đãng tiết lộ thân phận. Miệng nhỏ xinh của Nhan Linh Tuyết khẽ mở lên hết sức kinh ngạc, nhưng không đi nịnh nọt ngay, trái lại còn bài xích loại đại nhân vật cao cao tại thượng như mình, cho rằng các đại nhân vật toàn ích kỷ, máu lạnh, cao ngạo. Sau đấy mình sẽ biểu hiện ra dịu dàng như gió xuân, không để ý đến sự thô tục cùng chút khiếm khuyết của nàng, khiến cho Nhan Linh Tuyết cảm thấy mình không giống những người kia, muốn đi tìm hiểu sâu vào, cho đến khi rơi vào tay giặc. Đây là cung cách làm việc của đám nhà giàu rảnh háng, thích lấy tiền tán gái, lại còn mong đối phương không thích tiền, chỉ thích con người mình. Vị cô nương này, xin hỏi hai vị thiên kiều Vạn Thiên Thành và Hướng Thiên Vấn đang đấu pháp, sao nàng không đi xem, lại ở... Tiệt Thiên Đạo mới bắt chuyện được một nửa, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Nhan Linh Tuyết thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng ra sau lưng mình. Tiếp đó cuống cuồng, nhét một quả tiên quả vào miệng rồi vội vàng nuốt chửng xuống. Bàn tay thon nhỏ nhắn trắng như tuyết lau vội khóe miệng như sợ bị ai đó phát hiện. Giống như học sinh đang ăn vụng trong lớp thì thấy giáo viên chủ nhiệm đi vào. Đáng yêu đến chạm vào lòng Tỳ Thiên Đạo Tử đây này. Chẳng lẽ vị trưởng bối của vị cô nương này đến rồi nên là không muốn bị mắng ăn vụng. Tỳ Thiên Đạo Tử cảm thấy cơ hội đã đến, tự mình nói ra thân phận khó tránh khỏi khoe khoang quá, hơn nữa hiệu quả đạt được không cao. Cô nương này không biết mình, chẳng lẽ trưởng bối nhà nàng lại không nhận ra. Đợi lát nữa nàng ấy nhìn thấy trưởng bối nhà mình cung kính với mình, thế này ngon ăn rồi. Tuyết Nhi, lại đây. Đang lúc Tỳ Thiên Đạo Tử vẽ lên một kế hoạch tuyệt vời, đột nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nam tử. Điều này khiến cho Tỳ Thiên Đạo Tử nhướng mày, giọng nam tử trẻ tuổi, xưng hô thân mật. Hắn quay đầu nhìn, trông thấy một đạo nhân anh tuấn diện, đạo bào huyền sắc, tóc búi gọn, dung mạo thượng phẩm, đang nói chuyện với Nhan Linh Tuyết, chính là Cố Thanh Phong. Nghe thấy Cố Thanh Phong gọi mình, Nhan Linh Tuyết vội vàng đi về phía đó. Lúc đi, bàn tay nhỏ để sau lưng, còn không quên lén lút lấy thêm một quả tiên quả. Tỳ Thiên Đạo Tử lại bị đáng yêu đập cho vào mặt. Giữa lúc hắn đang định thăm dò quan hệ hai người này ra sao, sau một khắc xuất hiện, cảm làm trái tim hắn tàn tác. Chỉ thấy Nhan Linh Tuyết như yến con quay về tổ, chui vào trong lòng đạo nhân kia, giống chim non nép vào người hắn. Tỳ Thiên Đạo Tử suýt nữa không khống chế được, mình vất vả lắm mới động lòng được một lần, thế lại thua triệt để vậy ư. Hắn chậm ngâm một lát, chậm rãi tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân, hướng về phía Cố Thanh Phong, nói: Vị đạo hữu này nhìn lạ mặt quá, không biết cao tính đại danh là gì. Cố Thanh Phong ôm Nhan Linh Tuyết, nhìn về phía Tỳ Thiên Đạo Tử, ánh mắt hơi sáng lên. Vừa nãy Tỳ Thiên Đạo Tử lên sàn, hắn cũng nghe nhiều lời nghị luận của mọi người về xung quanh kẻ này.
Tiệt Thiên Đạo Tử đúng là nhân vật chính của thiên địa, số mệnh đỉnh chóp, thiên tư chói lọi, nếu bồi dưỡng cẩn thận, sau này nhất định sẽ là một món lương thực chất lượng cao. Cố Thanh Phong mỉm cười, tán tù trong núi, đạo hiệu Thanh Phong, bái kiến Tiệt Thiên Đạo Tử. Hắn vừa nói vừa lén lút đánh dấu định vị vào trong người Tiệt Thiên Đạo Tử, tiện cho công tác chăn lợn của mình. Thì ra là Thanh Phong đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiệt Thiên Đạo Tử khách sáo đáp, sau đó hắn lại tán gẫu với mấy câu với Cố Thanh Phong, tỏ vẻ mình là chủ nhà, đến tiên cổ thành này không cần gò bó quá, mà hãy xả láng ăn chơi, vô cùng hiếu khách. Sau khi khách sáo xong, hắn lời đãng chuyển đề tài lên người Nhan Linh Tuyết. Đúng rồi, Thanh Phong đạo trưởng, còn chưa biết đạo lữ của người xưng hô như nào. Tiệt Thiên Đạo Tử giả vờ hỏi. Đạo lữ? Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, nàng ta không phải đạo lữ của ta. Trong lòng Tiệt Thiên Đạo Tử vui hẳn lên, chẳng lẽ là huynh muội? Ai ngờ câu tiếp theo của Cố Thanh Phong trực tiếp đánh Tiệt Thiên Đạo Tử rơi vào 18 tầng địa ngục. Nàng ta tên là Nhan Linh Tuyết, song tù lô đỉnh của ta. Tiệt Thiên Đạo Tử nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi, nhìn vào khuôn mặt trong trẻo thuần khiết của Nhan Linh Tuyết, run giọng hỏi lại. Người nói nàng là gì của ngươi cơ? Lô đỉnh song tu ấy. Biểu tình của Tiệt Thiên Đạo Tử lúc này giống hệt như đang trồng cây si, đột nhiên phát hiện nữ thần là gái bồi rượu, tam quan vỡ vụn. Nàng, ngươi là lô đỉnh của Thanh Phong đạo trưởng. Tiệt Thiên Đạo Tử không tin nổi, quay sang hỏi Nhan Linh Tuyết. Nhan Linh Tuyết vốn không thèm để mắt đến loại tép diêu này, tức giận đáp lại một tiếng. Đoàng! Đúng lúc đấy, ngay giữa sân đột nhiên, vang lên tiếng chiến đấu kịch liệt, sau đó là tiếng hét thảm thiết, ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút. Thì ra Hướng Thiên Vấn bị đánh tung ra ngoài, hơn nữa một bên chân dập nát, máu tươi chảy ròng ròng. Vạn Thiên Thành ngạo nghễ đứng ở trong sân, bệ nghễ nhìn Hướng Thiên Vấn đang chật vật kia. Có phục hay không? Không phục. Hướng Thiên Vấn tức giận đáp. Lúc này Hướng Thiên Vấn trông thảm không nỡ nhìn, tóc tai bù xù, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Chân trái bay mất một khúc, máu tươi chảy ầm ầm, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mọi người nhìn cảnh này trong mắt, mỗi người đều có thần sắc khác nhau. Tiếng xì sầm bàn tán không dứt bên tai. Chật, nếu người đã không phục, vậy bổn thiếu chủ chặt nốt bên chân còn lại của người đi ha. Vạn Thiên Thành đang muốn tiến lên, một bóng người đột nhiên vọt ra, chính là hộ đạo giả của Hướng Thiên Vấn, Diệp Lão. Mau dừng tay, luận bàn đến điểm là dừng được rồi, sao người phải ra tay mạnh đến vậy? Vạn Thiên Thành đối mặt với Diệp Lão, cảnh giới tiên vương cũng không e sợ tí nào, bởi thiên kiêu đánh nhau không cho phép cường giả thế hệ trước nhúng tay vào, đây là quy định. Và lại trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Lão chắc chắn sẽ không dám làm gì. Quyền cước không có mắt, khó tránh bị thương. Với cả Hướng Thiên Vấn còn chưa chịu thua, Diệp Lão người thân là cường giả tiên vương, không được nhúng tay vào cuộc chiến giữa thiên kiêu. Chẳng lẽ lão đầy đang định phá quy định? Trong thoáng chốc, sắc mặt Diệp Lão trông thật khó coi. Vạn Thiên Thành lại nói, Hướng Thiên Vấn, người có nhận thua hay không? Giọng của hắn lớn đến mức sắp truyền khắp nơi, rõ ràng đang muốn Hướng Thiên Vấn nhận thua tại đây, để mặt mũi hắn mất sạch. Hướng Thiên Vấn phừng phừng lửa giận, hắn luôn để mặt mũi lên hàng đầu, sao lại chịu nhục nhã đến nhường này? Đang định vặt lại, khóe mắt đột nhiên quét đến bóng Cố Thanh Phong đứng trong đám người, trong nháy mắt lạnh cóng. Đúng rồi, diệt thế mà đế trà trộn vào đại hội tiên vương, ước chừng lát nữa người ở đây không ai sống được. Mình còn quan tâm mặt mũi để làm gì? Có sức để không chịu khuất phục, thà đi để sức để đi lấy lòng diệt thế mà đế còn hơn. Nói không chừng, lát nữa mình không phải chết. Nghĩ đến đây, tâm sáng ra hẳn, mặt mũi tự tồn cái chó gì, đám thiên kiều các người tự cho mình là siêu phàm đi. Không biết lát nữa, tất cả đều chết ở đây đâu. Ta nhận thua. Hướng Thiên Vấn thẳng thắn nhận thua, giọng vô cùng thản nhiên. Trên mặt cũng không lộ vẻ khốn cùng khi bị người ta xỉa sói, châm biếm. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Vạn Thiên Thành hiển nhiên cũng không nghĩ tới
Hướng Thiên Vấn luôn cuột cường, cứng đầu cứng cổ, lại chịu nhận thua một cách thẳng thắn đến vậy, còn định ngược đãi hắn thêm lát nữa đấy. Cơ mà nhận thua dễ dàng thế, hắn nhất định không chịu bỏ qua cho. Trước sự sỉ nhục trắng trợn đến vậy của Vạn Thiên Thành, Hướng Thiên Vấn không chỉ không tức giận, trái lại trên mặt còn lộ vẻ châm chọc. Hắn cảm thấy mình không cần phải tức giận với kẻ sắp chết làm gì. Tiếng bàn tán vang lên bốn phía, có người hả hê khi kẻ gặp họa, có người thương hại, cũng có người không đành lòng chứng kiến. Hướng Thiên Vấn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh. Vạn Thiên Thành, ngươi không cần phải làm vậy, ta đã nhận thua, có gan ngươi ra tay phá vỡ quy định đi, không có gan thì ngoan ngoãn hưởng thụ khoảng thời gian còn lại ấy. Nói xong, Hướng Thiên Vấn xoay người rời đi, không sợ đối phương ở sau lưng đánh lén. Đương nhiên Vạn Thiên Thành cũng không dám đánh lén. Luận bàn là luận bàn, đánh lén là đánh lén. Đó là hai khái niệm khác xa nhau. Xì, bại tướng dưới tay ta rồi còn vênh váo lắm cơ. Ra mặt Hướng Thiên Vấn người đúng là dày. Không biết còn tưởng người thắng đấy. Vạn Thiên Thành lên tiếng châm chọc, kéo theo một loạt tiếng cười nhạo trong sân. Nhưng Hướng Thiên Vấn từ đầu đến cuối không quay đầu lại, cũng không buồn phản ứng lại đám người chết đấy làm gì. Vạn Thiên Thành thấy đối phương không thèm để ý mình, phẫn nộ trong lòng chưa tiêu, đành phải đưa ánh mắt qua, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, đang đứng ở một bên xem kịch. Hơn nữa khi thấy Cố Thanh Phong còn đang ôm Nhan Linh Tuyết, ghen tị trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh Phong đạo trưởng, nghe nói sư thừa của ngươi là tiên tu lãnh đời, bổ thiếu chủ hôm nay rất muốn được mở mang tầm mắt một phen. Ngươi không xứng, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Lời này vừa tung ra, xung quanh nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, đủ loại ánh mắt phóng về phía Cố Thanh Phong. Đương nhiên Nhan Linh Tuyết trong trẻo nhưng lạnh như tiên kia cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Thanh Phong đạo trưởng đây là không dám rồi à? Vạn Thiên Thành cười khẩy khích tướng. Ngươi không dám cũng không sao, chỉ cần ngoan ngoãn nhận thua, rồi dâng nữ tử bên cạnh ngươi cho bản thiếu chủ, chuyện này coi như xong. Sắc mặt Cố Thanh Phong hơi cổ quái, thầm nghĩ lại bắt đầu rồi đấy. Hào quang nhân vật chính online kìa. Chỉ cần đến cái yến hội tụ tập thiên kiêu ở khắp nơi, chắc chắn sẽ có nhân vật phản diện coi trọng nữ tử bên cạnh nhân vật chính. Sau đó lấy nữ tử kia ra làm tiền đặt cược để ước chiến, sau đó sẽ bị nhân vật chính vả vào mặt. Bầu không khí được hâm nóng đến thế này rồi, không ra tay không được. Nói sao đại hội tiên vương còn chưa chính thức khai mạc, có một vài thế lực chưa xuất hiện đông đủ. Chưa đến lúc, vừa lúc giãn gần giãn cốt tí. Người muốn thử lắm à? Cố Thanh Phong hỏi. Xin được chỉ giáo. Cũng được. Cố Thanh Phong đáp một tiếng, tiếp đó dưới ánh mắt của mọi người, đi về giữa sân, đối diện với Vạn Thiên Thành. Tất cả mọi người châu đầu và xì xầm, không biết Cố Thanh Phong xuất thân từ đâu ra, các đại thiên kiêu chưa gặp người này bao giờ, khéo chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Tránh người bảo bổn thiếu chủ bắt nạt ngươi, ngươi ra tay trước đi. Vạn Thiên Thành khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng chẳng coi Cố Thanh Phong vào mắt. Cố Thanh Phong đắn đo một hồi, mình đây dùng 0,0001% sức mạnh đi ha, phải đảm bảo chắc chắn tí nữa, không đánh chết tên này mới được. Người còn chưa đến đủ, hắn chưa thể gây rắc rối được, khổ sở lắm mới kiếm được bữa cơm, hắn phải đánh một mẻ lưới, bắt sạch chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Thanh Phong lâm vào khó xử, sức mạnh đúng là khó khống chế, chỉ là một tên chuẩn tiên vương. Cái loại kiến hôi dí nhẹ ngón tay cái là chết, bảo hắn đánh sao được. Nhỡ đánh nó chết tươi ra đấy, hộ đạo giả, cộng với các thế lực quen biết nó, chắc chắn không tha cho mình. Tình hình loạn hết lên, càng ngày càng nhiều người nghe được mùi khác thường, để lộ tin đồn. Thế chẳng phải phá hỏng chuyện lớn rồi sao? Cái này giống như người dí chết kiến, dí kiến chết thì dễ, nhưng giờ không cho người dí chết nó nữa. Ngược lại bảo người dí nát nó thôi, nhưng không được chết. Thế thì khó rồi. Vạn Thiên Thành thấy Cố Thanh Phong mãi không ra tay, cho rằng hắn sợ, vẻ khinh bỉ trên mặt càng ngày càng rõ. Thế nào, đến cả dũng khí ra tay với bổn thiếu chủ, người cũng không có sao.
Lúc này Cố Thanh Phong đã nghĩ ra một diệu kế. Chỉ thấy hắn chậm rãi móc từ trong nhẫn càn khôn ra một tá phù triện. Nếu đã không khống chế được sức mạnh, vậy dùng phù triện đi. 10 tờ phù triện do cường giả tiên vương vẽ ra, ắt đánh bại được một chuẩn tiên vương nhỉ. Cố Thanh Phong tuy chưa nghiên cứu cách vẽ bùa bao giờ, nhưng tiên vương chết trong tay hắn nhiều vô số kể, chết rồi còn bị xét thân, thậm chí bảo khố của tông môn cũng bị cướp đi. Cho nên bảo vật trên người hắn nhiều nhan nhản, trong đó vật phẩm cấp tiên vương xếp thành từng núi. Xoát! Cố Thanh Phong thăm dò, ném 10 lá phủ triện ra. Ầm ầm! Tiên huy nở tung, bảo quang nổ vang, hư không bùng nổ. Đang trong lúc mọi người kinh hãi, một sấp phủ triện hóa thành công kích, khủng khiếp, che kín trời, đập mạnh về phía Vạn Thiên Thành. Bởi phủ triện thuộc cấp tiên vương, vì vậy sức mạnh của mỗi một lá phủ triện đều tương đương với một kích của tiên vương. Nói tóm gọn giản lược lại, thì ước chừng Cố Thanh Phong vừa ném ra hơn 100 tờ, đồng dạng với hơn 100 tiên vương ra tay cùng một lúc. Mặc dù tất cả đều là một kích rất bình thường, nhưng ai chịu nổi số lượng kinh người như vậy? Thần viêm, thiên lôi, kiếm quang, đào khí, đủ loại công kích sặc sỡ sắc màu, bày tán loạn khắp nơi. Vạn Thiên Thành đứng được mặt ra, hắn không ngờ Cố Thanh Phong lôi phủ triện cấp tiên vương ra thật, càng không ngờ nhất là đối phương phất tay cái, tung ra hơn 100 tờ. Loại phủ triện cảnh giới này Vạn Thiên Thành cũng có, thậm chí đại đa số thiên kiêu ở đây cũng có. Nhưng vấn đề là loại phù triện này được xếp vào hàng lá bài tẩy bảo mệnh. Gặp kẻ địch không đánh lại được, lập tức ném một tờ phù triện tiên vương ra, tương đương với một kích toàn lực của tiên vương, là có thể xoay chuyển càn khôn, quyết định thắng bại. Mọi người ở đây đều bị đập cho ngốc luôn. Mày rích kích từ đâu ra, chơi một phát tung ra hơn 100 phù triện tiên vương. Đến cả phù đạo tông môn đổi danh, còn chưa xa xỉ đến mức này. Đây là phù triện tiên vương đấy, tiên vương chi lực, tiên quang đến pháp tắc áo nghĩa. Phù triện làm bằng chất liệu tầm thường, không thể nào chịu nổi. Mỗi một tờ là hàng chân quý vô ngần. Trường lão cứu ta! Vạn Thiên Thành đối mặt với phù triện bay kín trời thế này, hớt hải gào tên hộ đạo giả nhà mình ra cứu. Đùa quái nào được, một đòn tập hợp hơn 100 tiên vương lại là thứ chuẩn tiên vương ngăn được à? Ba! Một bóng người còng lưng lao mạnh ra chặn trước người Vạn Thiên Thành. Là một lão già mặt đầy vết nhăn, cường giả tiên vương sơ kỳ, cũng là hộ đạo giả của Vạn Thiên Thành. Đến cả cường giả tiên vương sơ kỳ, đối mặt với hơn 100 tấm phủ triện tiên vương, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn. Lão ta vung tay lên, một tấm thuẫn hình mai rùa xuất hiện trước mặt, sau đó biến to lên, đem mình và cả Vạn Thiên Thành bảo vệ vào trong. Phanh! Hơn 100 luồng công kích khủng khiếp tựa sao băng rơi xuống, đánh lên thuẫn mai rùa, tạo lên từng cơn sóng gợn. Ngay lúc mọi người cho rằng có thể ngăn chặn được, một tiếng sắc vang lên, thuẫn mai rùa ấy thế lại xuất hiện vết nứt. Tiếng kinh hô của trương lão trong nháy mắt vang lên. Phủ triện này hình như do cường giả tiên vương hậu kỳ vẽ. Trừ vị cứu ta! Lời lão vừa dứt, còn chưa để người khác kịp phản ứng lại, thuẫn mai rùa đã vỡ tan tành. Tiên quang kinh khủng đánh thẳng lên người hai người. Dùnh, dùnh! Hai người trương lão với Vạn Thiên Thành bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun như suối, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Phút chốc, không gian lặng ngắt như tờ. Bấy giờ Cố Thanh Phong vang lên, xen lẫn vài phần ngượng nghịu. Thật ngại quá, bình thường ta chưa dùng phù bao giờ, không cẩn thận lấy nhầm. Tập thể đám đông không biết nói gì, căn bản không ai tin lời Cố Thanh Phong nói, chỉ cảm thấy lòng người này nhỏ nhen thật đấy, rõ ràng đang trả thù trắng trợn đây này. Phù triện đẳng cấp tiên vương sơ cấp và phù triện đẳng cấp tiên vương hậu kỳ đâu chỉ kém nhau một cái đẳng cấp, sao lại lấy nhầm được. Thật ra Cố Thanh Phong không nói láo đâu, hắn bình thường có chơi phù triện bao giờ. Hơn nữa với thực lực của hắn bây giờ, phù triện cảnh giới tiên vương căn bản không để vào mắt, nên ở trong nhẫn càn khôn xếp thành đống kia kìa. Nhìn quanh giật phù triện tiên vương sơ kỳ, ai ngờ đâu tiện tay vơ khái, bên trong lại lẫn một tờ phù triện tiên vương hậu kỳ đâu. Xung quanh rơi vào cảnh tĩnh lặng,
Vạn Thiên Thành với hộ đạo giả tiên vương của hắn ngã trong vũng máu, cơ thể vặn vẹo không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Tiệt Thiên đạo tử phản ứng trước, vội vàng hô, mau cứu người. Cả đám nghe Tiệt Thiên đạo tử hô hào, mấy người vội vàng ùa lên đi cứu hai người Vạn Thiên Thành. Nhưng mà mặc cho ai cũng không ngờ được, cho dù họ có nhập pháp lực vào, cho ăn tiên đan ra sao, hai người Vạn Thiên Thành vẫn không động đậy. Lúc này đột nhiên có người gào lên, chết rồi, Vạn Thiên Thành và Trương Lão đều chết rồi. Nói xong như một cục đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy ngàn tầng sóng gợn, mọi người trong tức thì nổ tung. Gì cơ? Sao thế được? Không ít người đi lên kiểm tra, kết quả mười mươi hai người này đúng là không còn thở nữa. Bổn nguyên của họ đã bị phù triệt mài mòn, chết hẳn rồi. Thoáng chốc tất cả mọi người hoảng sợ, nhìn về phía Cố Thanh Phong. Một đòn đã miểu sát Vạn Thiên Thành, lẫn một lão tiên nhân sơ kỳ rồi. Cố Thanh Phong xem ra đã phạm vào đại kỵ. Thiên kiều tỉ thí với nhau, tuyệt đối không cho phép giết người. Nói sao đằng sau lưng mỗi thiên kiêu đều có một thế lực đứng tại một phương. Thế lực sau lưng cho phép hai bên giao chiến, bất luận là thắng hay thua, cũng không nhúng tay vào. Đây cũng vì thiên kiêu trưởng thành lên thôi. Nhưng nếu người giết người, thế là vượt phép rồi. Mỗi một thế lực đều bồi dưỡng ra một thiên kiêu đã tiêu tốn không ít tài nguyên. Có thể nói những thiên kiêu đứng ở chỗ này đều có tiềm lực chứng đạo thành tiên vương. Mầm non tốt đến vậy bị giết, có thể tưởng tượng ra được thế lực sau lưng sẽ tỏ ra phản ứng thế nào. Gì? Bấy nhiêu đã chết rồi á? Thế này, mẹ nó cũng được gọi là thiên kiêu à? Cố Thanh Phong sốc đến trợn tròn mắt. Hắn đúng là không ngờ được đối phương lại yếu đến nỗi này. Có hơn 100 tấm phủ triện tiên vương, bấy nhiêu thôi mà, cũng đâu phải hơn 100 tiên vương. Sao lại thế? Người bị người giết rồi, người còn đứng đó nói mát được à? Một thiên kiêu có giao tình với Vạn Thiên Thành giận dữ nói, tên giết người, chỉ đấu pháp tỉ thí thôi mà ngươi hạ độc thủ như vậy, hành vi tàn độc như thế nhất định là tu sĩ ma đạo. Tiệt Thiên đạo tử, mau ra lệnh bắt thằng chó này đi, tên khốn nạn này lai lịch bí ẩn, ra tay độc ác, không khéo chính là gian tế ma đạo đấy. Chỉ trong chốc lát, quần chúng dậy sóng xôn xao. Tiệt Thiên đạo tử thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao vui ra phết. Từ khi hắn biết mỹ nhân tuyệt sắc như Nhan Linh Tuyết là lôi đỉnh song tu của Cố Thanh Phong, trong lòng đã dâng lên mùi ghen ghét nồng đậm. Thế nhưng ngại thân phận, ngại thể diện, hắn không thể vô duyên vô cớ nhắm vào một người xa lạ được, còn cưỡng đoạt nữ nhân của đối phương. Nhưng giờ thì khác, đại nghĩa chính là ta. Thanh Phong đạo trưởng, người thái quá rồi, người giết Vạn đạo hữu, Vạn gia tuyệt đối sẽ không tha cho người. Người tốt nhất ngoan ngoãn chắp tay chịu trói, đợi người Vạn gia đến chờ xử lý đi. Tiệt Thiên đạo tử quang minh lẫm liệt nói. Cố Thanh Phong không tiếp lời mà hỏi một câu. Người đến tham gia đại hội tiên vương đã đông đủ chưa? Tiệt Thiên đạo tử ngạc nhiên hỏi. Thanh Phong đạo trưởng hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ người đang đợi người đến đây giúp? Nếu là vậy, thế không cần nữa. Tuy người chưa đến hết, nhưng người đã vi phạm điều kỵ mà tất cả các thế lực đã cùng nhau quy định. Bất luận là ai đến cũng không cứu được người. Mời Thanh Phong đạo trưởng giao nhẫn cản khôn ra, tự phong ấn pháp lực, đợi xử lý. Vẫn chưa đến đủ à? Cố Thanh Phong nghe vậy có chút mất hứng. Xem ra phải diễn thêm một lát nữa rồi. Hắn đã nói một lượt bắt sạch thì nhất định phải một lưới bắt sạch. Cố Thanh Phong trước giờ không phải người cần cù chịu khó, hắn không muốn vì cái tên tiên vương phải chạy đi chạy lại các thế lực tìm từng người một. Tiệt Thiên đạo tử không hiểu Cố Thanh Phong nói điên nói khùng cái gì. Hắn không còn kiên nhẫn nữa, lập tức quay sang mọi người hạ lệnh. Nếu Thanh Phong đạo trưởng không bó tay chịu trói, vậy thì mời các vị đạo hữu giúp hắn chút đi. Đúng rồi, kẻ giết người ở đây là Thanh Phong đạo trưởng, chư vị không nên làm người vô tội bị thương. Cô nương họ Nhàn đúng không? Chuyện lần này không liên quan gì đến cô, xin cô hãy qua đây, bần đạo đương nhiên sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tâm tư của Tiệt Thiên đạo tử xoay chuyển rất nhanh, hiện giờ chiều hướng nằm trong tay mình. Hắn đột nhiên cảm thấy Nhan Linh Tuyết là lô đỉnh song tu cũng không phải xấu hoàn toàn,
cũng tiết kiệm không ít công phu. Giống như trồng cây si, phát hiện nữ thần là gái bán hoa, ban đầu tinh thần chán nản, buồn đau, nhưng sau khi nghĩ thông, lập tức cao hứng phấn chấn. Nữ thần đã là gái bán hoa, thì mua nàng ấy thôi. Nếu nữ thần không phải bán hoa, làm gì có cơ hội tốt như vậy chứ? Không chừng cả đời này còn không thể bắt chuyện làm quen. Cứ cho bắt chuyện được đi, thì ít nhất cũng phải tốn một đống thời gian tiền tài, làm sao thuận tiện như bây giờ được. Trước cảnh ô liu Tiệt Thiên đạo tử vung ra, Nhan Linh Tuyết đến cả liếc cũng không nhìn hắn đến nửa cái. Lúc trước nàng đứng ở thời kỳ đỉnh phong, cái loại mặt hàng chuẩn tiên vương này đến cả nhìn cũng không có tư cách để nhìn nàng. Tiệt Thiên đạo tử bị người ta bơ, trong đáy mắt lóe lên vẻ giận dữ khó phát tác. Tiện nhân, trách không được chỉ có thể bị người ta coi là lô đỉnh song tu, đến cả hình thức cũng không phân biệt được, đáng đời bị vậy. Độc thủ! Tiệt Thiên đạo tử hô một câu, mấy vị thiên kiêu muốn biểu hiện một phen, cùng lúc nhảy ra, vọt thẳng về phía Cố Thanh Phong. Toàn thân tiên quang lấp lánh, lấy ra đủ loại tiên binh đào kiếm, trường thương, cường đại khác nhau, kéo theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nhưng mà đối mặt với vây công của đám người này, Cố Thanh Phong lại rất bình tĩnh, lần thứ hai lấy ra một sấp phù triện. Soạt, mọi người giống như bị dính định thân thuật, tất cả phanh kít lại, đứng yên tại chỗ, nhìn phù triện trong tay Cố Thanh Phong, trên mặt lộ ra vẻ hãi hùng. Có người thất thanh nói, phù triện tiên vương, hắn vậy mà còn hơn 100 tờ nữa. Sao thế được, trên đời này sao có người lắm phù triện tiên vương thế, đến cả tiên vương cũng không lấy được nhiều như vậy. Người ở đây có đánh chết cũng không ngờ, trên đời này có người giàu nứt đấu đổ vách đến nhường này, đúng là quá vô nhân tính rồi. Trong phút chốc không ai dám tiến lên, Tiệt Thiên đạo tử thay thế, sắc mặt phát lạnh. Sau đó trông thấy hắn sải bước, đi ra trước mặt mọi người, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không coi hơn 100 tử phụ triện tiên vương kia vào mắt. Đúng là khí độ bất phàm. Thanh Phong đạo trưởng, xem ra người thực sự muốn cá chết lưới rách đây. Nếu đã vậy, bổn đạo tử đành đắc tội rồi. Soạt! Tiên quang trong tay Tiệt Thiên đạo tử lóe lên, một thanh trường kiếm cổ xưa thon dài, toàn thân trắng như ngọc xuất hiện trong tay hắn. Kiếm vừa ra, một luồng uy áp khó hiểu khuếch tán khắp nơi, đến cả tiên vương ở đây cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Lạ thượng cổ tiên vương binh, kiếm côn ngô. Không ngờ lời đồn đúng là thật, truyền thuyết vào năm Tiệt Thiên đạo tử 10 tuổi, có tiên hạc cấp kiếm tiên từ chân trời giáng xuống. Chính là chuôi kiếm côn ngô này đây. Kiếm côn ngô chính là thượng cổ tiên vương binh, được cọ rửa dưới sức mạnh to lớn của thời gian, xảy ra biến hóa, khó có thể tưởng tượng được, còn mạnh hơn những tiên vương binh bình thường khác nhiều. Nghe tiếng mọi người kinh hô sùng bái, khóe miệng Tiệt Thiên đạo tử phát họa ra một nụ cười hài lòng, quay sang Cố Thanh Phong, nắm chắc thắng lợi trong tay, nói: Thanh Phong đạo trưởng, phù triện có nhiều đến đâu, trung quy vẫn là đồ dùng một lần, mà kiếm côn ngô của bổn đạo tử trường tồn với thế gian. Hơn 100 tử phụ triện kia của ngươi không thể phá hủy được kiếm côn ngô. Đợi đến khi phụ triện của ngươi dục sạch, đến lúc đó ngươi sẽ chết dưới kiếm này. Cố Thanh Phong nhìn thanh kiếm côn ngô tỏa ra ánh sáng lung linh sắc màu, trong lòng hắn biết rõ Tiệt Thiên đạo tử đã đúng. Với thực lực của Tiệt Thiên đạo tử có thể sánh ngang với tiên vương sơ kỳ, lại thêm thanh kiếm thượng cổ tiên vương binh kiếm côn ngô, hơn 100 lá phủ triện cũng không thể làm gì được hắn ta. Dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Cố Thanh Phong thu lại hơn 100 lá phủ triện. Trong mắt Tiệt Thiên đạo tử lóe lên vẻ kinh ngạc. Ồ, Thanh Phong đạo hữu nghĩ thông rồi sao? Ngươi định bó tay chịu trói à? Cố Thanh Phong phớt lờ hắn ta và quay đầu nhìn lối ra vào, thấy chốc chốc lại có một vị khách tiến vào trong. Chỉ trong chốc lát, khi hai người đối đầu với nhau, nơi này đã hình thành hai phe thế lực. Người dẫn đầu mỗi phe thế lực đều là một vị cấp bậc tiên vương và cấp bậc thiên kiêu. Tính toán thời gian, hẳn là sắp đến rồi. Để an toàn thì chờ thêm một lát vậy. Cố Thanh Phong thấp giọng nói,
lúc này chỉ còn chưa đến thời gian một nén hương nữa là đến đại hội tiên vương. Cố Thành Phong phỏng đoán đại hội quan trọng như vậy sẽ không có ai đến muộn, cho nên hắn định sau một nén nhang sẽ một mẻ hốt gọn. Nếu như thật sự có người đến muộn, vậy thì tha cho người đó một con đường sống vậy. Tiệt Thiên Đạo Tử nhìn thấy Cố Thành Phong lang lẩm bẩm, không biết đang nói gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Khi hắn ta đang định ra tay, Cố Thành Phong đã cử động. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm từ nhẫn càn khôn. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, một luồng uy áp tiên vương nhàn nhạt lan tràn khắp nơi, tiên huy rực rỡ, đạo vận lưu chuyển, sắc bén không gì sánh được. Chính là tiên vương binh, kiếm thiên đồ. Tất nhiên để tránh bị người khác nhận ra, Cố Thành Phong đã thực hiện một số thủ thuật che mắt trên thanh kiếm để thay đổi hình dạng của nó. Tiên vương binh, vậy mà hắn lại có tiên vương binh. Có người kinh ngạc kêu to, người này có thể luyện lấy ra hơn 200 tiên vương phủ triện, không cần nghĩ cũng biết xuất thân của hắn giàu có cỡ nào, có một món tiên vương binh cũng là lẽ thường. Thầy Cố Thành Phong cũng lấy ra một thanh tiên vương binh, Tiệt Thiên Đạo Tử không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười khẽ. Thì ra đây là chỗ dựa của ngươi, vậy bổn đạo tử chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã tính sai rồi. Không bàn đến thực lực của bổn đạo tử, có thể nghịch phạt tiên vương, chỉ dựa vào món tiên vương binh này của ngươi, cũng không thể so sánh với kiếm Côn Ngô. Kiếm Côn Ngô là tiên vương binh thượng cổ, nó là bảo vật trấn tông của môn phái Côn Ngô Tông thời thượng cổ. Nó được lưu truyền từ đời này sang đời khác, được truyền từ đời tiên vương này qua đời tiên vương khác, được các đời tiên vương tế luyện lưu truyền bao năm tháng vô tận, trong đó hàm chứa sức mạnh to lớn. Những tiên vương binh bình thường tuyệt đối không thể bì được. Khi Tiệt Thiên Đạo Tử nói, hắn ta nhẹ lật bàn tay lại. Thanh kiếm Côn Ngô trong tay hắn ta đột nhiên bùng lên tiên quang rực rỡ. Ầm! Một luồng khí thế đáng sợ bộc phát lao thẳng về phía Cố Thanh Phong. Kiếm thiên đồ vốn đang tràn đầy khí thế, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị áp chế. Trong hư không xuất hiện một đường ranh giới mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đó là kiếm uy của hai thanh kiếm đối đầu nhau, và rõ ràng kiếm thiên đồ đang ở thế bất lợi. Kiếm uy của hai thanh kiếm bao trùm toàn bộ hồ Bích Lạc, đang va chạm, dồn nén, biến dạng một cách điên cuồng. Kiếm uy của kiếm Côn Ngô chiếm ít nhất 2/3 hồ Bích Lạc, trong khi kiếm thiên đồ bị ép vào trong 1/3 không gian đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra kiếm Côn Ngô chắc chắn mạnh hơn kiếm thiên đồ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngưỡng mộ và khen ngợi trước sự cường đại và vận mệnh đáng kinh ngạc của Tiệt Thiên Đạo Tử. Nhưng cũng không ai ghen ghét với hắn ta, bởi vì đây chính là bản chất con người. Ăn mày sẽ không ghen ghét với tỷ phú, nhưng chắc chắn sẽ đố kỵ với kẻ ăn mày khác xin được nhiều hơn mình. Khoảng cách giữa họ và Tiệt Thiên Đạo Tử là quá lớn, lớn đến mức không có lòng dạ nào để ghen tị. Lúc này trong sân vang lên giọng nói hờ hững của Cố Thanh Phong. Cũng thú vị đấy, thêm một món nữa thì thế nào? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn tùy tiện lấy ra một chiếc ô lớn màu đen như mực. Chính là tiên vương binh, Giả Thiên Tán. Uy áp đáng sợ của Giả Thiên Tán lan rộng khắp mọi nơi, hòa quyện với uy áp của kiếm thiên đô, cùng nhau chống lại kiếm Côn Ngô. Cái gì? Hắn còn có một tiên vương binh khác nữa sao? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại giàu như vậy? Trong giọng điệu của một vài người đã tràn ngập sự ghen tị, Tiệt Thiên Đạo Tử càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn ta vẫn không hề hoảng loạn, bởi vì cho dù là hai món tiên vương binh cộng lại cũng không thể so với kiếm Côn Ngô. Chất lượng của chiếc ô lớn màu đen đó rõ ràng không bằng thanh kiếm tiên. Cả hai cách kết hợp lại khó có thể đối kháng với kiếm Côn Ngô. Không nghĩ tới người có hai tiên vương binh, thế nhưng... Tiệt Thiên Đạo Tử còn chưa nói xong, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Không chỉ hắn ta cứng đờ, mà tất cả những người có mặt ở đấy cũng vậy. Sượng chân tại chỗ, trợn mắt há mồm. Chỉ vì bọn họ nhìn thấy Cố Thành Phong lấy ra một tiên vương binh khác. Đó là một chiếc quạt 7 màu. Tiên vương binh, Thất Linh Phiến.
ba món tiền vương binh. Có người kinh ngạc hô lên, giọng nói cũng lạc cả đi. Đây chính là tiền vương binh. Cho dù bọn họ là thiên kiêu cao cao tại thượng cũng không có nổi một món tiên phương binh, chỉ có những thiên kiêu giỏi nhất mới có thể có nó, còn lại dù muốn chạm cũng không chạm được. Nhưng Cố Thanh Phong lần lượt lấy ra ba món tiên phương binh, sao bọn họ không kinh ngạc cho được. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Cố Thanh Phong tiếp tục mò mẫm trong chiếc nhẫn càn khôn, rất nhanh đã lấy ra một cái vạc cổ và một chiếc đèn Phật. Đó là Hư Thiên Đỉnh và Phật Tâm Đăng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã lấy ra 5 món tiên vương binh. 5 luồng khí thế đáng sợ tràn ngập mọi ngóc ngách. Thanh kiếm Côn Ngô đáng thương đã bị dồn vào một góc. Nụ cười nắm chắc phần thắng trên mặt Tiện Thiên Đạo Tử đã sự chân. Hai trong mắt bất động dán chặt vào hành động của Cố Thanh Phong. Bởi vì Cố Thanh Phong vẫn chưa mò xong. Đúng vậy, hắn vẫn đang lục lọi tiếp. Giống như đào sâu vào trong lòng mọi người, đến mức khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều nảy ra một suy nghĩ, muốn xem trong chiếc nhẫn càn khôn của Cố Thanh Phong có bao nhiêu bảo vật. Đầu tiên là hơn 200 tấm tiên vương phủ triện, giờ lại là 5 món tiên vương binh, lai lịch đồ sộ đến mức này, tưởng chừng mọi người sắp đuổi kịp thế lực một phương rồi. Ngay sau đó Cố Thanh Phong lần lượt lấy ra thêm 5 món tiên vương binh. Trong đó có đủ loại, nào là kiếm, đao, kích, nhiều đến mức ngay cả Cố Thanh Phong cũng không gọi tên được. Những tiên vương binh này về cơ bản đều là do tiên vương điện cung cấp, cũng có thể có một số tiên vương hoàng dã không biết tên, dù sao Cố Thanh Phong đã sớm quên sạch sành sanh. Giết người cướp của không biết bao nhiêu lần, tiền của và xác chết thật sự không thể đếm nổi. Giờ khắc này tất cả mọi người đã sớm tê liệt, nhìn 10 món tiên vương binh trôi nổi trước mặt Cố Thanh Phong, bọn họ kinh hãi đến nói không nên lời. Sự tự tin của Tiệt Thiên Đạo Tử đã không còn nữa. Giờ thì sao? Giọng nói hờ hững của Cố Thanh Phong vang vọng xung quanh. Tiệt Thiên Đạo Tử kìm nén hồi lâu, cuối cùng nói, dựa vào ngoại vật thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì dựa vào thực lực bản thân, chiến với ta một trận. Sắc mặt Nhan Linh Tuyết hơi cổ quái. Nàng thầm nghĩ, nếu như người từng nếm trải qua thực lực chân chính của hắn, có lẽ sẽ không nói vậy đâu. Hắn chỉ lấy ra 10 món tiên vương binh mà không tự mình ra tay. Đây có lẽ là thời điểm Cố Thanh Phong yếu nhất nhỉ. Thú vị đấy, khi người rút thanh kiếm Côn Ngô ra thì chẳng thấy ý kiến gì. Đợi đến lúc thấy bần đạo lấy ra 10 món tiên vương binh, lại hét lên rằng không được dựa vào ngoại vật. Người đúng là khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói, Tiệt Thiên Đạo Tử nghe hắn nói, mà cái mặt già đỏ bừng, đang định phản bác lại, nhưng Cố Thanh Phong không thèm nghe, trực tiếp vung tay lên. 10 món tiên vương binh đột nhiên bộc phát tiên quang chói mắt, hung hăng xông về phía Tiệt Thiên Đạo Tử. Giờ phút này, uy năng bộc phát ra quả thực khiến cho trời đất bạc màu, hư không vang vọng tiếng ù ù, uy áp kinh khủng quét sạch mọi thứ. Cho dù là những người có mặt ở đây đều là thế hệ thiên kiêu cũng không chịu nổi uy thế như vậy. Mặt mày ai cũng run sợ, dồn sập dâng tiên quang hộ thể lên. Đối mặt với công kích của 10 tiên vương binh, cho dù mạnh như Tiệt Thiên Đạo Tử cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng từ nhỏ hắn ta kỳ ngộ vô số, nhưng giá trị của tất cả kỳ ngộ cộng lại cũng không đáng giá bằng 10 món tiên vương binh này. Tần sư thúc cứu con! Vẫn luôn bảo vệ xung quanh Tiệt Thiên Đạo Tử, Tần sư thúc tiên vương hậu kỳ đã ra tay, giống như sấm sét. Trong tay của Tần sư thúc, tiên quang lấp lánh, lực lượng của pháp tắc áo nghĩa cuồn cuộn như sấm chớp nổ tung, giống như vô số dây xích thần đan vào nhau thành một tấm lưới lớn màu bạc. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã đối đầu trực diện với 10 tiên vương binh đó. Hai bên xảy ra va chạm kinh thiên động địa, sức hủy diệt khiến vùng khoảng không lân cận nổ tung. Những hộ đạo giả cấp bậc tiên vương vọt ra chắn trước người các thiên kiêu, pháp lực cuộn trào mãnh liệt, pháp tắc phân tán ra bảo vệ toàn thân. Chỉ là dư âm thôi mà các thiên kiêu cũng không thể chống đỡ được.
chỉ có thể nhờ hộ đạo giả ra tay. Sau khi sóng dao năng lượng đáng sợ tiêu tán, mọi người kinh ngạc phát hiện dưới một kích này đã chia đôi, mỗi bên một nửa. Tấm lưới bạc khổng lồ của Tần Sư Thúc bị xé toạc ra và 10 tiên vương binh của Cố Thanh Phong cũng bay ngược ra sau. Dù sao ông ta cũng là cường giả tiên vương hậu kỳ, có thể đánh bại 10 tiên vương binh. Đương nhiên rồi, đây là trong tình huống khi Cố Thanh Phong không dùng sức lực, hắn chỉ dựa vào 10 món tiên vương binh tự do phát huy. Ngay khi mọi người đang kinh hoàng, Tần Sư Thúc đã lên tiếng. Các đạo hữu, kẻ ác độc này dùng bảo vật để hành hung, để tránh làm rối loạn đại hội tiên vương lần này. Kính xin các vị cùng nhau ra tay, sớm hạ gục kẻ tàn bạo độc ác này, tránh cho hắn gây thêm phiền toái. Tần Sư Thúc cũng không phải kẻ ngốc, ông ta quả thật có khả năng đánh bại 10 tiên vương binh. Nhưng loại chuyện như chiến đấu, nếu có thể bớt dùng sức thì bớt dùng sức. Ngộ nhỡ lát nữa Thanh Phong đạo nhân lại mò ra được bí bảo nào đó thì sao? Dù sao người ta cũng đã lấy ra 10 món tiên vương binh rồi. Tí nữa có lấy ra một món bí bảo lợi hại nào đó thì cũng không có gì là lạ. Ông ta tự tin có thể đối phó với Cố Thanh Phong, nhưng lại sợ đối phương cá chết lưới rách, chi bằng mượn danh nghĩa chính nghĩa cùng nhau tấn công hắn. Những đạo hữu mà Tần Sư Thúc đang nói đến dĩ nhiên không thể là các thiên kiêu thế hệ trẻ, bọn họ không xứng được gọi là đạo hữu. Ông ta đang nói với những hộ đạo giả mang cấp bậc tiên vương. Những tiên vương có mặt ở đây dĩ nhiên sẽ không bác bỏ sĩ diện của Tần Sư Thúc. Thật ra bọn họ đã muốn nói ra tay từ lâu, ai mà không mê muội tâm trí trước 10 món tiên vương binh chứ. Đến lúc đó cùng nhau ra tay, ai cướp được sẽ là của người đó. Bọn họ là tiên vương của các thế lực lớn, bọn họ tự tin có thể lấy được nó. Trong nhất thời, những người hưởng ứng đã tập hợp lại. Đúng lúc này, keng! Một tiếng chuông vang lên như âm thanh của đại đạo thiên âm. Thì ra đã đến giờ bắt đầu đại hội tiên vương. Đây là thời gian đã được thiết lập từ lâu, chỉ cần đến giờ thì pháp lực ẩn chứa trong chuông sẽ được kích hoạt và phát ra âm thanh nhắc nhở mọi người rằng đại hội tiên vương đã bắt đầu. Tỷ thiên đạo tử khẽ nhíu mày. Tần Sư Thúc, mau ra tay đi, đừng để lỡ đại hội tiên vương. Tần Sư Thúc gật đầu nói với các tiên vương. Chư vị, động thủ thôi. Khắc khắc khắc. Đột nhiên, một tiếng cười man dợ và đáng sợ truyền khắp mọi nơi. Mọi người cùng nhìn qua, chính là tiếng cười của Thanh Phong đạo trưởng đang bị đám người vây quanh. Lúc này Thanh Phong đạo nhân như bị yêu ma nhập vào, khí chất ôn hòa tào nhã trước kia đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự tà ác và điên cuồng cực đoan. Tần Sư Thúc khẽ nhíu mày, hỏi, sắp chết đến nơi, mà ngươi còn dám cười. Cố Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo hiện lóe lên ma quang đỏ tươi. Hắn nhếch miệng cười nói, bần đạo, à không, bổn đế đang cười, thời cơ cuối cùng đã đến, người cuối cùng cũng tề tự đủ rồi. Bổn đế, một tu sĩ bình thường cũng dám tự xưng bổn đế, ha ha ha, đừng chọc cười ta chứ. Tần Sư Thúc cười giễu, những tiên vương còn lại cũng dồn dập hùa theo, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. Thân là tiên vương, bọn hắn còn không dám xưng đế, một chuẩn tiên vương nhỏ nhoi sao dám tự xưng là bổn đế, đây không phải là chuyện tiếu lâm sao? Trong khi mọi người đang cười nhạo Cố Thanh Phong, hướng thiên phấn và hộ đạo giả của hắn ta đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt của đối phương, bởi vì chỉ có hai người bọn hắn biết diệt thế ma đế muốn lộ diện thân phận rồi. Kết hợp với những lời đồn đại trước đây về diệt thế ma đế, bọn họ kỳ thực cũng đã biết Cố Thanh Phong tham gia đại hội tiên vương với mục đích gì. Người này qua đây để ăn tiệc buffet đấy. Những người ngồi ở đây hôm nay ai cũng có thể chết, nhưng Hướng Thiên Vấn không muốn chết. Tốt xấu gì hắn ta đã từng dẫn đường giúp diệt thế ma đế, có chút phần ân tình này, tỷ lệ sống sót của hắn ta nhất định sẽ cao hơn những người khác. Vì vậy trong khi mọi người cười nhạo Cố Thanh Phong, hắn ta đột nhiên đứng ra xuất hiện trên đấu trường. Các tiên vương đột nhiên cau mày, có người quát,
Hướng Thiên Vấn, ngươi muốn làm gì? Hướng Thiên Vấn cười lạnh đáp, bổn thiếu gia muốn làm gì à? Bổn thiếu gia chỉ muốn nói cho các người biết, Thanh Phong đạo trưởng là nhân vật cực kỳ tôn quý, cái thứ như các người cũng dám cười nhạo ngày sau. Một đám có mắt không tròng, còn không mau tạ lỗi với Thanh Phong đạo trưởng. Những lời này vừa nói ra, tất cả tiên vương đều sững sờ, không dám tin, nhìn về phía Hướng Thiên Vấn, cảm thấy thằng nhãi này điên rồi. Cho dù Yểm Nhật Tông là có thế lực lớn, nhưng cũng không phải nguyên nhân để một tên chuẩn tiên vương hèn mọn dám cản rỡ trước các thế lực lớn như vậy. Trong nhất thời, có người thì chế giễu, có người thì cảnh giác. Những người cảnh giác cho rằng Hướng Thiên Vấn có thể trở thành thiếu chủ của Yểm Nhật Tông thì không thể là kẻ ngốc. Vậy tại sao hắn ta lại sẵn sàng đứng ra nói thay cho Thanh Phong đạo nhân, lại còn mạo muội xúc phạm mọi thế lực, sao phải như vậy? Vậy thì chỉ có một khả năng, Hướng Thiên Vấn cảm thấy dù có đắc tội với các thế lực lớn thì cũng phải giao hảo với Thanh Phong đạo nhân. Khoản giao dịch này là có lợi nhất. Hướng Thiên Vấn, tiểu bối như người dám nói giảng bậy. Thanh Phong đạo nhân đã phá vỡ quy củ khiến mọi người phẫn nộ. Nếu như người không muốn chết thì mau cút ra ngoài. Tiểu tử, nể tình Yểm Nhật Tông chúng ta có thể tha cho ngươi lần này. Mau lui ra đi. Đối mặt với khí thế đáng sợ, những lời quát mắng tàn nhẫn của các tiên vương, nếu như là ngày thường, Hướng Thiên Vấn sợ sẽ tè ra quần. Cho dù hắn ta là thiếu chủ của Yểm Nhật Tông, có trăm lá gan cũng không dám đắc tội với thế lực của các vương. Nếu thật sự làm như vậy, ngày hôm sau hắn sẽ bị trục xuất khỏi Yểm Nhật Tông, không cần nghi ngờ. Sau đó sẽ tuyên bố rằng Hướng Thiên Vấn đã bị Yểm Nhật Tông vứt bỏ. Tất cả các hành vi và lời nói đều là hành động cá nhân, không liên quan gì đến Yểm Nhật Tông. Nhưng hôm nay, Hướng Thiên Vấn lại dám, bởi vì đứng sau lưng hắn không phải Yểm Nhật Tông mà là Diệt Thế Ma Đế. Hướng Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, mấy kẻ các người ra vẻ đạo mạo, nói thì bùi tai lắm. Theo ta thấy, rõ ràng là các người đang muốn cướp tiên vương binh của Thanh Phong đạo trưởng. Xung quanh lập tức ồ lên, những thiên kiêu từng quen thuộc với Hướng Thiên Vấn, nhìn hắn ta với vẻ mặt không dám tin. Hướng huynh trước đây không như vậy, sao hôm nay cứ như bị trúng gió? Hỗn xược! Tần sư thúc giận dữ của trách, người khác có thể nể mặt mũi Yểm Nhật Tông vài phần, nhưng Tiệt Thiên Giáo bọn họ sẽ không. Tiệt Thiên Giáo là một thế lực hàng đầu, Yểm Nhật Tông hoàn toàn không thể sánh được. Hướng Thiên Vấn, ngươi toàn nói những lời sảng bậy. Chúng ta bắt hắn rõ ràng là để cho vạn gia một lời giải thích, là Thanh Phong đạo nhân hắn phạm quy tắc trước. Sự châm chọc trên khuôn mặt Hướng Thiên Vấn ngày càng đậm, nhưng trong lòng hắn ta lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cảm giác con người bảo kê đúng là không tồi. Tần tiền bối, ta gọi ông một tiếng tiền bối, nhưng tiền bối cũng không thể nói nhạc như vậy được. Bản thân Vạn Thiên Thành đáng chết, ai bảo thực lực của lão ta quá yếu, ngay cả mấy trăm tấm phủ triện của Thanh Phong đạo nhân cũng không đỡ được. Với thực lực yếu rớt như vậy, e rằng một ngày nào đó ra ngoài có thể sẽ bị viên đá bày tới đập chết không chừng. Ông có thể trách Thanh Phong đạo nhân sao? Tần sư thúc xém nữa là nổ tung. Ông ta không ngờ Hướng Thiên Vấn lại vô liêm sỉ đến mức đạo trắng thay đen như vậy. Diệp đạo hữu, mau đưa thiếu chủ nhà người cút đi. Tần sư thúc giống to. Ai ngờ hộ đạo giả của Hướng Thiên Vấn là Diệp lão cũng bước vào đấu trường, đứng cạnh Hướng Thiên Vấn và hét lên với vẻ mặt nghiêm nghị. Quyết định của thiếu chủ chính là quyết định của tôi. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị sét đánh. Người trẻ điên rồi, người già cũng điên luôn rồi. Vì một chuẩn tiên vương không rõ lai lịch, một già một trẻ lại lựa chọn trở thành kẻ thù của các thế lực lớn. Hướng Thiên Vấn cũng nghiêm mặt nói, hôm nay, nếu ai trong số các người muốn chạm vào Thanh Phong đạo trưởng, thì trước tiên hãy... cút ra cho ta! Bịch! Hướng Thiên Vấn còn chưa nói xong, phía sau lưng hắn đã truyền đến một tiếng chửi rủa, sau đó cảm thấy trên mông bị một lực rất lớn đá vào. Cả người mất kiểm soát, bay ra ngoài, ngã sấp như chụp ếch. Diệp lão cũng bay ra cùng hắn ta luôn. Hai người các người đang ngăn trở bổn đế đấy có biết không? Giọng nói mất kiên nhẫn của Cố Thanh Phong vang lên.
Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập 128 của bộ truyện này. Đọc đến đây thì đau họng quá, không có đọc được nữa. Thì mình đọc tới đây thì rất là thắc mắc và không biết rằng hai người này cuối cùng thì có thể giữ được mạng trước Cố Thanh Phong hay không. Thì hãy mời quý vị đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.